Thưa quý vị và các bạn, mới đây nền tảng học tập trực tuyến Coursera đã ra mắt bộ tính năng chống gian lận trong giáo dục để hỗ trợ các trường đại học tại Việt Nam giúp thúc đẩy tính minh bạch trong giáo dục. Là một nền tảng học tập trực tuyến trên thế giới, Coursera cho ra mắt bộ tính năng ứng dụng AI nhằm hỗ trợ việc thiết kế và chấm điểm bài thi, tăng cường tính liêm chính trong giáo dục và nâng cao trải nghiệm học tập cũng như đánh giá thành tích. Trong đó, những tính năng mới nổi bật như chấm điểm giám sát và khóa trình duyệt trong thời gian làm bài thi trực tuyến hỗ trợ bởi AI cùng với các kỳ thi vận đáp dựa trên AI sẽ giúp các cơ sở giáo dục mang đến cho sinh viên trải nghiệm học tập chân thực, đồng thời nâng cao giá trị của những bài kiểm tra, khóa học và chứng chỉ trực tuyến. Quy chế áp dụng 30% chương trình đào tạo trực tuyến qua những nền tảng như Coursera là điều cần thiết, nhưng các trường đại học tại Việt Nam vẫn phải đảm bảo việc học trực tuyến, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho tiến trì học thuật, nâng cao tính minh bạch và chính trực trong giáo dục trên quy mô lớn.